Mình thấy nó khá là mới luôn. Con nhám. Dòng này cũng khá là chuộng nè, đó. Đấy, thằng bên này là thằng Kawasaki Bajaj 200. Xe Kawa của Ấn Độ. Thằng đó thì là xe 2015. Dòng này thì chạy rất là ok, mà đi phượt thì khỏi tị, khỏi chê rồi. Giá nó là rất là mềm. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cửa hàng, đó là chuyên bán về mô tô. Cái hàng mình tên gì anh? Cửa hàng anh là Phương Nam Mô Tô. Thì anh có bán rất là nhiều dòng xe mô tô cũng như là phân khối lớn. Thì bây giờ mình sẽ quay cụ thể từng chiếc cho các bạn xem ha. Và giá của từng chiếc, nếu các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để địa chỉ cũng như số điện thoại ở dưới cái video này. Thì các bạn mua các bạn liên hệ. Và đặc biệt ở đây nó có cái khác ở những cửa hàng khác, đó là nó cho trả góp nha các bạn. Thì cụ thể về cái chương trình trả góp thì như nào thì các bạn cũng liên hệ cho cái anh đó tư vấn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hỏi giá từng chiếc xe ở đây ha. Dạ. 25.900.000. Này là đời bao nhiêu anh? Đó 2017. Là đời 2017. Chiếc này là 25 triệu ha. Đúng rồi, 25 triệu. 25 triệu. Cũng rút hồ sơ rồi hết anh. Đúng rồi, xe bên mình là toàn bộ là xe bao rút hồ sơ gốc hết. Dạ. Con nào cũng bao rút. Con giá con trắng này là 28.900. Con trắng này 28 triệu. Đúng rồi. 100. Đời bao nhiêu anh? Con đó 2018. 2018. Thì xe đó chắc km của nó thì đi chắc cũng vài ngàn rồi. Bác xe cứng và xe lướt thôi. Dạ. Con này bao nhiêu anh? Con đấy thì là xe khách gửi chưa bán, còn con bên này. Con bên này. Con bên này là cũng 28.900. 28.900. Là cũng 2017 2018. 2017 2018. Toàn bộ là xe riêng hết đúng không anh? Xe bên mình là bán là máy là bao hết. Bao hết. Đúng rồi. Bảo hành là 6 tháng. Bảo hành 6 tháng. Rồi. Chiếc này bao nhiêu anh? Con đó là cũng 28.900. 28.900. Còn như cái thằng nói SX này thì nó cao hơn. Xe Honda nhập Thái thì cái này là 43.900. 43.900. Rồi, bao gồm cả cái hồ sơ hết. Chiếc này anh? Con đó là 27.900. 27.900. Còn ví dụ như xe lướt hẳn như cái con đỏ đây, con đó là nó còn đi có 500 cây thôi. Con đó là đi 500 cây. 500 km giá 30.900.000. 30.900.000. Còn cái thằng BX-Ton. BX-Ton xe nhập 150 FI. Cái đó giá của nó là 39.900. 39.900. Hồ sơ có sẵn hết rồi. Dạ dạ. Về ra tên thôi. Còn chiếc mấy dòng Bentley 150 thì nó cũng tương đối giá rất là mềm. Bao nhiêu ạ? Con này là 25.900. 25.900 à? Còn con xanh là 27.900. 27.900. Rẻ hơn nữa thì có cái thằng Beo này. Beo này có 20 triệu. Máy này 20 triệu à? Đúng rồi. Beo 20 triệu. Beo 2 máy. Mô mũ lớn. Mấy dòng FZI rất nhiều. FZI thì bao nhiêu anh? Đây là 35.900.000. 35.900 à? Cái số Sài Gòn luôn. Số Sài Gòn. Còn MX này 2017. Giá của nó là 33.900. Là bao cả rút hồ sơ. Thằng FZS 50 này. Thằng này thì giá của nó là 25.900.000. Đó. Rồi. Con vàng bên này là Nutut, Beo Nutut. Giá bao nhiêu? Giá của nó là 20.900. 20.900. Rồi con bên này. Đó là FZS 27.900.000, hồ sơ nó có sẵn rồi. Rồi, là mấy cái đeo dán phụ hiệu đeo 170 như này là giá 28.900. Cái con nhỏ nhỏ trong kia là đeo 110, giá 110. 10 triệu à? Dạ. Rồi thì thôi. Dạ. Mình chỉ quay lướt qua thôi nha các bạn. Thì hôm sau mình sẽ quay cụ thể, còn nếu mà bạn nào thì mua cái dòng nào á thì cứ còn alo hoặc là đúng rồi. Lời chi tiết cho. Còn sang cái hàng bên này, ví dụ như cái con CB này nhập Thái này.
xe nó chỉ đi khoảng hơn 20.000 thôi, xe rất là đẹp, giá nó là 45.900.000. 45.900.000. Còn KTM RC 200 này thì cái độ đẹp của nó thì khỏi phải nghĩ rồi, xe đời cao biển Sài Gòn. Đấy, con đó là 72.900, con này 72.900. Đúng rồi. Còn GSX, GSX của Suzuki, GSX của nó là 53.900, xe đời rất là mới, ngàn cây thì nó đi được có 6.000 cây thôi. Rồi. Đấy. CB Hornet 160 của Ấn Độ, máy bao chất, xe đi có 4.000 cây số, 4.000 giá 51.900.000. Dạ. Rồi chiếc này 51.900.000 các bạn. Rồi chiếc Winner này thì mềm rồi, có 2 mấy triệu thôi. Winner bao nhiêu anh? Thấy cũng Winner có nhiều người hỏi á. 9.900.000 xe 2018. Xe 2018. Xe mới. À, 29.900.000 à? Bao hồ sơ luôn rồi các bạn. Thì các bạn muốn mua thì các bạn liên hệ đời 2018 khá là đẹp luôn, màu đen. Mình thấy nó khá là mới luôn. Đen nhám. Đen nhám. Dòng này cũng khá là chuộng này, đó. Đấy, thằng bên này là thằng Kawasaki Bajaj 200. Xe Kawa của Ấn Độ. Thằng đó thì là xe 2015. Dòng này thì chạy rất là ok, mà đi phượt thì khỏi là chê rồi. Giá nó là rất là mềm, 40 mấy triệu, nó có một con A bằng A2 rồi, một con biển số A rồi. Dạ. 44.900.000. 44.900 đây, mọi người nhìn nha. Con này anh. Con đó là Benelli 150, xe mới lắm, như mới luôn. Có 28.900 thôi. Giá cực rẻ. Dòng TSX này thì hơn 50. Con này là biển tứ quý này. Biển tứ quý luôn à? Biển tứ quý mình bán 65 triệu. Tứ quý mới đó anh? Tứ quý 3. Bộ tứ quý 3. Biển số là 3332. 3332. Đó, 65 triệu nha mọi người. Còn như Z300. Z300 thì xe là 2016, rất là cứng. Đi hơn 10.000 cây xíu, mà giá thì mềm, mềm nhất thị trường. Bao nhiêu anh? 88.900.000. 88.900. Bao cả hồ sơ giấy tờ hết. Còn R3 thì xe 2017, đi 11.000 cây, như mới. Giá nhiêu anh? Giá là 99 triệu, bao nhiêu gốc hết. 99 triệu bao hồ sơ gốc luôn. Khá là đẹp mọi người. Đây là TFX này, xe biển số thường, có 53.900.000, xe chỉ đi có 9.000 cây, wow. Như mới, rất là mềm. Thằng này là thằng CBF190 này, thằng này là 48.900.000. 48.900. Xe là đi mới có 9.000 cây, như mới, bao hết hồ sơ. Còn bên này nữa, còn bên này là FZ250 này. Đi bao nhiêu ngàn km ạ? FZ250 này chạy 20.000 rồi, nhưng mà chủ xe đi kỹ, xe đẹp lắm. Chưa biết chạy, cực đẹp. Con này thì giá mềm xèo, có 61.900.000 thôi. 61.900. Biển số Sài Gòn thôi. Chung là xe bên mình là bán là bao rút hồ sơ gốc hết, là bảo hành máy là 6 tháng hết. Còn bộ là bảo hành 6 tháng. Đặc biệt ở đây còn cho trả góp nữa đúng không anh? Đúng rồi, cho trả góp. Thì anh cứ đọc được. Xe là tặng thêm một bình nhớt mới luôn, hay dạ. Đảm bảo luôn. Là xe ở anh là chỉ có bán xe ring và giấy tờ. Giấy tờ toàn bộ là toàn bộ là bao rút hết. Nhưng mà anh em nào mà muốn nhập về đâu thì cái đấy thì phải tính thêm chi phí sau. Dạ. Còn nếu mà ở xa mua xe thì vẫn cứ thanh toán đầy đủ thì vẫn chuyển xe bình thường. Còn nếu mà có người quen hoặc là thân thì sẽ tới cửa hàng test xe trước. Đúng rồi, test xe trước thì không muốn chuyển về đâu cũng được hết. Rồi. Ok, thì mình vừa giới thiệu sơ qua những cái chiếc mô tô ở đây ha. Giá của nó dao động từ 20 cho tới 99 triệu. Thì các bạn nào mà cần thích chơi mô tô thì các bạn cứ xem ở trong clip này, cũng như là liên hệ với số điện thoại và cái địa chỉ mình để ở dưới cái video này ha. Và cái anh này bán thì khá là uy tín rồi. Anh bán được bao nhiêu năm rồi anh? Online, chạy trên online khoảng 5-6 năm nay rồi. Dạ. Xe thì lâu lắm rồi. Anh bán xe thì lâu lắm rồi, nhưng mà anh bán online, tại vì anh bán online nên anh cho trả góp rồi hết. Đây là chính sách của bên cửa hàng này, mình thấy rất là khác luôn. Nên các bạn mà muốn mua thì các bạn cứ mạnh dạn mà liên hệ. Rồi anh đọc cái địa chỉ với số điện thoại luôn anh.
169 Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. 169 Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. Số điện thoại của anh 0976 741 725. Rồi. Liên hệ lúc nào cũng được và đến xem xe giờ nào cũng được. Rồi ra bán tại nhà nhưng mà đến xem bất cứ khi nào cũng được hết. Đây là nhà của anh nên các bạn yên tâm đi, không có sợ lừa hay là gì nha các bạn. Đó là nhà của anh ở luôn. Thì ok, mình sẽ dừng clip ở đây ha. Thì nếu các bạn mà thích thú thì cứ comment mạnh đi. Mình sẽ hôm sau mình sẽ quay chi tiết từng con siêu cũng như là giá, mình sẽ đồ nổ máy lên cho các bạn nghe tiếng máy luôn ha. Còn bây giờ mình chỉ quay lướt như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo về cái dòng xe phân khối lớn này.